Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm việc tại Hưng Yên. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm dân vận khéo. Bế mạc hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và hội chợ cam Hưng Yên năm 2018, huyện Kim Động ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9 lần so với năm 2002, thời điểm mới thành lập đi vào hoạt động. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ hơn 2.400 tỷ đồng, cho trên 81.000 hộ còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 21%. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, toàn tỉnh đã có 710.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Gần 2.500 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra là các khoản cho vay học sinh, sinh viên, hỗ trợ xây dựng, cải tạo công trình nước sạch, xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo đều phát huy hiệu quả tích cực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2018, GDP của tỉnh tăng trưởng cao, thu ngân sách đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, có sự đóng góp của hệ thống ngân hàng chính sách từ tỉnh đến cơ sở. Từ nguồn vốn vay, góp phần chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, đưa thu nhập trên 1 hectare canh tác của Hưng Yên đứng đầu các tỉnh, thành phố phía Bắc, đạt gần 200 triệu đồng trên năm. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, người dân có ý thức trả nợ, lãi đúng hạn, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp so với các đơn vị trong toàn hệ thống. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã xây dựng, phát triển được mạng lưới rộng, bộ máy kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở để tạo thuận lợi cho người dân giao dịch. Trong thành quả này, có sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo để đối tượng tiếp cận nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát nguồn vốn, đảm bảo an sinh xã hội, trực tiếp kéo giảm số hộ nghèo thông qua các chương trình, đề án vay vốn hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đánh giá cao Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai các chương trình có chất lượng tín dụng tốt, mong muốn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với chi nhánh triển khai hiệu quả hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn vốn cho tất cả các đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhu cầu vay vốn. Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tặng tỉnh Hưng Yên 500 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Thay mặt Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam với chi nhánh của tỉnh Hưng Yên trong những năm vừa qua thông qua các chương trình vay vốn ưu đãi. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động của Ngân hàng Chính sách đã trực tiếp tạo ra hiệu quả phong trào có tính liên kết với các hội đoàn thể khác như phụ nữ, nông dân, vân vân. Cũng thông qua đó, góp phần quy tụ, xây dựng mối đại đoàn kết trong nhân dân. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý tốt nguồn vốn vay, cho vay đúng đối tượng kịp thời, hoạt động hiệu quả vững chắc, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất sẽ trực tiếp góp phần giảm tín dụng đen. Sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức tọa đàm dân vận khéo trong xây dựng hợp tác xã kiểu mới để phát triển kinh tế xã hội. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 227 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 156 hợp tác xã tổ chức lại hoạt động và 71 hợp tác xã thành lập mới theo luật hợp tác xã năm 2012. Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã tập trung hướng về cơ sở, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực tích cực của hệ thống dân vận các cấp trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Để có thêm nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã kiểu mới phát triển, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển của Trung ương, của tỉnh, chủ động rà soát, đánh giá chính xác tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn, tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để củng cố phát triển các hợp tác xã chuyển đổi, tăng cường trao đổi những cách làm hay, những sáng kiến, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Thành viên hợp tác xã cần xác định rõ mục đích, phương thức sản xuất và chủ động tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, tổ chức tham quan, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả. Ngày 28 tháng 11, huyện Văn Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chi Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Chi Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác quân sự quốc phòng địa phương mà huyện Văn Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cơ quan quân sự huyện làm tốt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Huyện cần chuẩn bị thật tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, sẵn sàng đối phó với các sự cố thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, quan tâm đầu tư ngân sách để trang bị thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục xây dựng thế trận phòng thủ huyện, cụm xã chiến đấu trị an, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra, thực hiện tốt quy trình, các bước trong công tác tuyển quân năm 2019. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang khen thưởng. Thành phố Hưng Yên cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên. Năm 2019, thành phố xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương với xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ bế mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng và Hội chợ Cam Hưng Yên năm 2018. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội chợ lễ hội có trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại, nhà vườn trong và ngoài tỉnh tham dự, trong đó có trên 50 gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm cây có múi tiêu biểu trong tỉnh. Trong những ngày diễn ra hội chợ có trên 1 vạn lượt khách tham quan, mua sắm, giá cam bình quân từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, sản phẩm cam đặc sản Cầu Chùa, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang được bán với giá trên 50.000 đồng 1 kg. Thông qua hội chợ, góp phần quảng bá kết nối tiêu thụ các loại sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và nông sản của các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động triển khai và tổ chức hội chợ. Điểm rút kinh nghiệm qua hội chợ là việc chuẩn bị hàng hóa trình bày của một số địa phương còn sơ sài, hàng hóa chưa thật phong phú, việc duy trì các gian hàng giới thiệu cam và sản phẩm cây có múi sau thời gian khai mạc không được quan tâm, chú ý. Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư của 14 dự án do chậm triển khai kéo dài. Đây là các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 đến năm 2014. Dù vượt quá thời gian quy định triển khai dự án sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai, chưa làm thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Trên địa bàn huyện Kim Động có 5 dự án là nhà máy cơ khí nhựa Việt Nhật, nhà máy sản xuất bao bì và gia công giấy, nhà máy sản xuất nội thất xây dựng, nhà máy sản xuất bao bì Việt Huy. Huyện Văn Lâm có 4 dự án là nhà máy chế biến nông lâm sản Hiệp Pháp,
khu dịch vụ giải trí Sakura, nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng Xuân Hiếu và khu liên hiệp công nghiệp Secoin. Huyện Mỹ Hào có hai dự án là nhà máy sản xuất sơ polyester, xưởng chế biến nông sản Thành Sơn. Các huyện Khoái Châu, Phù Cử và thành phố Hưng Yên, mỗi địa phương có một dự án là khách sạn Phương Bắc ở xã Dân Tiến, dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thịt ở xã Minh Tiến, dự án siêu thị vật liệu xây dựng, đại lý ô tô sản xuất chậu rửa bồn nước xã Bảo Khê. Sau khi hoàn thiện các thủ tục để thu hồi, dự án sẽ được giao cho các nhà đầu tư khác có đủ năng lực để triển khai, tránh lãng phí đất kéo dài. Nhằm lập lại trật tự giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ngày 28 tháng 11, Ban An toàn giao thông huyện Kim Động, Ban An toàn giao thông các xã thị trấn tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên phần lớn các hộ dân dọc hai bên tuyến đường đều đã tự nguyện tháo dỡ theo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình không chấp hành, đoàn buộc phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật. Đợt ra quân giải tỏa tập trung chủ yếu vào các khu vực có phát sinh chợ cóc, chợ tạm, vị trí người bán hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tập trung phát quang cây xanh, di dời biển quảng cáo bán hàng về vị trí quy định. Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng, cửa hiệu của các hộ dân ven đường 39A qua xã Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, Hiệp Cường, thị trấn Lương Bằng phải thu gọn vào trong vạch sơn chỉ giới hành lang an toàn giao thông theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần phản ánh về tình trạng nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, chính quyền nơi đây cũng đã có những việc làm tích cực, tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại từ cuối tháng 9 năm 2018. Nước thải đen kịt, sủi bọt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang. Còn đây là hình ảnh ghi lại ngày 27 tháng 11 năm 2018. Sau 2 tháng, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ chăn nuôi không xả thải trực tiếp ra mương, tăng cường xử lý bằng hệ thống bể bioga, mương tiêu đã được khơi thông, giúp cho nước lưu thông nhanh hơn. Nhờ đó nước đã không còn đen kịt, tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện. Mùi hôi thối cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, để không còn ô nhiễm thì những việc làm của thị trấn là chưa đủ, việc kiểm tra không thường xuyên. Vì thế, dù ít nhưng nước vẫn còn xả trực tiếp. Hơn nữa, số lượng đàn lợn không giảm mà quan trọng hơn cả phải là ý thức của các hộ chăn nuôi. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nông dân trong phát triển kinh tế. Để hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, hàng năm Hội Nông dân xã Xuân Trúc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.000 lượt hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Hiện nay, Hội Nông dân xã Xuân Trúc có gần 150 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Toàn xã có 53 hội viên phát triển kinh tế trang trại cho thu lãi từ 150 đến 300 triệu đồng một năm. Hội còn hỗ trợ 2 gia đình hội viên vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của xã với tổng số tiền 65 triệu đồng để các hộ có vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Kim Động đã chú trọng vận động hội viên phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn tư vấn thành lập các chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã nhằm mục đích giúp hội viên tạo mối liên kết chặt chẽ trong phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu. Tháng 6 năm 2017, Hội Nông dân xã Phạm Ngũ Lão thành lập chi hội nghề nghiệp chăn nuôi. Hiện nay có 40 thành viên tham gia, tổng diện tích quy mô trang trại đạt 65 hectare, chủ yếu các hộ nuôi vịt đẻ với tổng đàn lên tới 120.000 con. Hội Nông dân xã là đã tìm và đưa các cái nguồn vốn để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và định hướng thị trường. Để giảm chi phí đầu tư, các hộ đã liên kết góp vốn trực tiếp mua nguyên liệu, sau đó thuê nhà máy gia công thức ăn cho vật nuôi. Nhờ vậy, chất lượng thức ăn đảm bảo, giá thành giảm được từ 10 đến 15% so với trước đây mua nhỏ lẻ. Về đầu ra, toàn bộ con vịt sống của các thành viên đều được chi hội cam kết bao tiêu. Có những hộ như anh Ngô Đức Thắng, Lưu Thế Kỳ, Phạm Văn Phường có thu nhập từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng một năm.
Hợp tác xã sản xuất dịch vụ và thương mại nông nghiệp Hưng Thái tại xã Hiệp Cường được thành lập từ tháng 3 năm 2018 với 9 thành viên tham gia tại các lĩnh vực sản xuất hoa cây cảnh, rau củ quả, cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ngoài việc xây dựng được thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản, hợp tác xã còn tạo được việc làm thường xuyên cho các thành viên với thu nhập từ 4 triệu đồng một người một tháng. Cái mô hình hợp tác xã đem lại cái hiệu quả rất tích cực cho bà con nông dân, đem lại cái giá trị kinh tế cao hơn và cái nguồn thu của bà con nông dân ổn định hơn. 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Kim Động đã tư vấn hướng dẫn thành lập 6 chi hội nghề nghiệp, 3 tổ hợp tác và 5 hợp tác xã kiểu mới. Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hiện nay toàn huyện đã có trên 6.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chúng tôi còn tuyên truyền vận động là khi mà những cái hợp tác xã mà đã đạt được cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Gáp rồi thì bà con nông dân và những thành viên trong hợp tác xã phải đảm bảo giữ vững được cái uy tín của cái sản phẩm của mình làm ra. Từ thực tiễn cho thấy, thông qua các chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã đã giúp hội viên có điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của hội viên không ngừng tăng lên, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ liên gia tự quản giáo xứ thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ hoạt động có hiệu quả. Xã An Vĩ, huyện Khoai Châu xây dựng nghĩa trang đồng bộ. Hội chữ thập đỏ huyện Phù Cừ với phong trào hiến máu tình nguyện.